Dạ rồi, xin phép chào chị. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Chị là Nguyễn Thị Tuyết Nga. Chị Nga là quê quán ở đâu chị Nga? Chị ở ngã bảy Hậu Giang. Hậu Giang à. Tai chị bị cái gì vậy? Chị mổ 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 bú. Mổ bú hả? Trời đất ơi. Mổ đầy rồi mổ xuống cổ luôn. Dạ. Chị Nga là năm nay nhiêu tuổi rồi chị Nga? Chị 51 tuổi. 51 tuổi. Trời đất ơi, sao nhìn chị trẻ quá vậy? Hôm nay chị từ Hậu Giang, chị lên Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Tìm con trai của chị. Tìm con trai của chị, họ tên đầy đủ là gì? Lê Huỳnh Minh Nhân. Lê Huỳnh Minh Nhân. Em nó năm nay là nhiêu tuổi rồi chị? 23, sinh 2001. 23 tuổi. Bỏ đi ngày nào? Bỏ đi ngày ngày 11 tháng tháng 10 dương lịch năm 2003. 11 tháng 10 dương lịch năm 2023. Vậy là tới giờ phút hiện tại này đã là tháng 6 rồi. Hôm nay là ngày 11 rồi. Trời đất ơi, vậy là sắp một năm trời rồi. Đi là đi đâu, cái ngày đó đi đâu chị? Chị cũng không biết đi đâu nữa. Cái bữa đó chị đi làm về. Chị làm về có sao chị gửi 6 rưỡi chiều chị làm về. Rồi cái bà ngoại nó mới nói là nó cũng đi làm. Nó cũng đi làm, cũng đi đi sáng đi chiều về nó cũng đi làm mà nó theo mợ nó theo làm ở, nói chung cũng đi Cần Thơ đó mà không biết nó làm đâu, thì cũng sáng đi chiều Con về. trai nhà chị là học hết lớp mấy nghỉ đây? Nó đang học đại học luôn Ô, mà trời đất. nói chung gần ra trường đó, nhưng mà mình không biết nó có bỏ học giữa trường hay không thì cũng không biết. Đang học đại học năm thứ mấy chị? Năm thứ tư, gần gần Chuyên cuối, ngành gì chị? xây dựng. Đại học năm thứ tư, xây dựng. Vậy là sắp ra trường. Học là học ở tỉnh nào? Học ở thành phố Cần Thơ. Và cái thời điểm đó cũng là cái thời điểm mà con nhà mình bỏ đi luôn đúng không ạ? Hay là sao? Nó có đi 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 về về nó như sáng đi cái chiều đó gì à. Là về nhà mình hả? Về nhà mình gần đấy hả? Từ nhà chị lên tới Cần Thơ là 30 cây. Bao nhiêu cây ạ? 30. 30 cây. Vậy là cứ sáng đi tối về. Sáng đến chiều Cái gì thời điểm con nhà mình bỏ đi là con nhà mình còn đi học không? thì nói chung thì nó chỉ còn đi học đó, nhưng mà chị không biết nó có còn đi học hay không, chị không biết. Tức Nó là vừa đi học vừa đi làm. dạ tính như theo năm học là vẫn đang còn đi học đại học đúng không ạ? Gần cuối cuối năm học. Còn không biết là con nhà mình có đi học hay không thì mình không biết, tại vì gia đình nhà mình là không có thể giám sát được cái việc đó. Đúng rồi, tại vì nó đi Cần Thơ rồi mình cũng như là thì nó nói ví dụ con còn đi học vậy đó, mình đi thì cũng nghe vậy thôi. Cái thời điểm mà tháng 10 con nhà mình bỏ đi á, gia đình nhà mình có vấn đề gì xảy ra không? Cũng như là không có vấn đề gì hết trơn á, cũng như nó thường thường nó đi làm về hơi sớm á, nó làm về hơi sớm á thì chiều cái nó rước chị, chiều cũng như vừa rước chị cái nó mới nói với chị là cũng như thôi giờ con ra trường rồi, con không chưa có việc làm. Mẹ xin chỗ của mẹ cho con làm đỡ, nói chung là mình cũng gần Tết, mẹ sẽ xin chỗ làm đỡ. Cái tôi nói là lương ở đây thấp nghe con, mà nếu con làm chung với mẹ là cũng như giống như cũng vậy, cho hơi xương xiên lên chứ giờ đưa vô công ty thì tôi làm xí nghiệp mai, đưa vô công ty làm thì thí dụ như mà làm đứng để cho mẹ mất uy tín, tại giống như cũng như mình làm trong đó là mình cũng như mình làm tổ trưởng của cái chuyện. Chị làm tổ trưởng ha. Giống như con mình vô đó làm mình sợ như cái nó con bà Nga nhìn vậy mà mặn không được gì, cũng với cái cũng nói nó thì nó ngay nó cũng tóc của nó hết ở trong thì ngắn ở ngoài hay dài, cái nó cũng như nó cột, giống như cột nó cột lại sao vậy đó, theo cái kiểu mà thời buổi giờ vậy đó. Cái tôi cũng có nói, cái nó nói giờ nếu vô chỗ mẹ làm con cắt tóc ngắn á thì giống như cái đầu giống như đầu đinh thì thấy nó thô tục quá, mà để dài thì mẹ nói thì sau. Cái tôi mới nói thôi kệ đi, để vậy đi, chừng nào trong nó dài con cắt luôn. Rồi thì chiều tối thứ sáu đó nó rước tôi về, hai mẹ con cũng nói chuyện, rồi tôi chức dò nhất cẳng nó cũng bóp dò tôi. Nói chung là nó có hiếu, thằng đó nó hiền mà nó có hiếu. Có hiếu hả? Nó cũng bóp dò bóp cẳng mẹ, hai mẹ con cũng nói chuyện bình thường.
cái bữa nó đi Cần Thơ, nó đi Cần Thơ chiều về đâu 5 giờ rưỡi, giờ nghe bà ngoại nói lại thôi, 5 giờ rưỡi cái bà ngoại đang xới cơm, cái nó hỏi ngoại, mày xới cơm hả? Cái ngoại mới nói cơm chín rồi, con có ăn thì ăn đi. Cái đó thôi, con đi kiếm giấy chứng minh, con kiếm giấy chứng minh, con chuyển tiền cho mẹ trả nợ cho người ta. Dạ. Tại trong cuộc sống thì cũng hơi khó khăn, tại từ bệnh đau đó rồi làm ăn thất bại, thiếu nợ thiếu nặng, rồi nói chung người con nó nhỏ không vậy, nó cũng vừa đi học nó cũng vừa đi làm, đi học buổi sáng, thí dụ có học chiều không có nó cũng đi làm thêm đó, rồi cái nó nói vậy đó, cái bà ngoại nói mọi nó thôi cơm chín nó ăn đi, cái nó nói thôi con đi chuyển tiền cho mẹ chút xíu rồi con về ăn luôn. Cái cha nó mới, bữa đó cha nó có nhà, cha mới nói thôi để cha mua mấy cần câu về cắm rồi con hãy lấy xe đi, cái nó hơi xe để nhà cho cha đi tới lui đi, con đi với bạn rồi về nghe ngoại kể vậy đó. Rồi cũng như là giống như nó học ở Cần Thơ, nó cứ thiếu thằng bạn nó là 1 triệu, thì tôi cũng hứa cũng như là hỏi 11 đi, 11 con lợi đi, rồi cũng như là cô lãnh lương á, cô trả. Rồi xong cái 11 chiều 11 là cái bữa nó đi đó, thì bạn nó lợi, nó nói là bên nó làm, nó lãnh lương gì đó, nó làm anh lương của tôi, mới nói hơi chiều 11 đi con lợi, rồi nhân nó làm về nó trả tiền cho con. Cái chiều 11 thằng bạn nó lợi, cái nó không về thì cũng kể cho thằng bạn nghe là nó mới đi ra vậy đó, thôi con có gì chủ nhật đi con lại. Thì nó đi luôn nguyên đêm đó, tới thức trắng nguyên đêm, tôi để cửa luôn, nó có không gì ạ. Tôi qua chủ nhật cũng chăm con tới chiều luôn, rồi giấc trưa bạn lại cỡ 3 giờ. Tôi ngồi nói chuyện tôi cũng tới chiều luôn, đợi nó cũng không thấy nó gì luôn. Rồi nó đi một tuần vậy đó, cái con không thấy nó gì, nó đi nó chỉ đem theo cái có giấy chứng minh không, điện thoại không, bỏ nhà luôn, cái đồng hồ nó đeo mà giống như nó đeo mà để mình gọi nghe được đó, nó không bỏ nhà luôn. Vậy là đi là chỉ có mình không? Chỉ mặc bộ đồ trong người thôi. Dạ. Con trai nhà mình có ngoan không? Ngoan, nó ngoan lắm. Thì chị là được mấy người con? Chị được 2 đứa. Là một trai một gái hả chị? Đúng rồi. Còn ông xã chị là làm công việc gì? Ông xã chị tài xế, lái xe, xe tải. Cái điều kiện kinh tế gia đình nhà mình cái thời điểm đó là khó khăn lắm hả chị? Khó khăn. Nợ nần nhiều tại hả? Tại chị thiếu nợ nhiều. Cũng như mình con nhà mình có biết rằng là ba mẹ nợ nần rất nhiều không? Có, thằng lớn biết. Tức là em này biết đúng không? Cũng như chúng mình, người ta lợi đầu tiền không có, nó người nó biết. Nợ mà. Nó biết rồi thì em có chị bệnh nữa. Chị bệnh... Nói chung bệnh là có cần đem cái hình ảnh xưa bệnh cho em coi không? Hỏi. Là chị mượn giang hồ hay là mượn nóng mà người ta lại nhà đòi? Cũng như nói chung là chị cầm cố nhà. Phải cầm cố nhà luôn hả? Khoản tiền đó là mình chi tiêu cho bệnh tật hay là sinh hoạt hay là nuôi con ăn học? Cũng đủ thứ hết. Đủ thứ, rồi bệnh rồi con ăn học nữa, đủ hết. Có khi nào chính vì cái điều đó mà con trai nhà mình quyết định là bỏ nhà đi làm không? Thì chị cũng nghĩ vậy, nhưng mà chị chỉ nghĩ sợ nhiều khi nó nghe lời người ta xui, rồi như là đi làm việc nhẹ lương cao, sợ bị lường gạt đó. Điều đó là chắc chắn. Nó chị sợ vậy đó. Bởi vì đi nó không mang theo thứ gì hết. Không mang thứ gì, chị biết vì sao không? Vì là con trai nghĩ cho gia đình rất nhiều. Có thể là để những cái thứ có giá trị ở lại, không mang xe đi. Bởi vì con trai có thể trước đó đã lên mạng tìm kiếm việc làm, và đặc biệt rằng có thể bị những cái người mà trong những cái trang mà việc nhẹ lương cao ấy, người ta ngỏ lời, người ta dụ dỗ, ta cám dỗ đi. Nên mà con trai quyết định bỏ nhà đi và để lại những cái tài sản có giá trị cho gia đình, để gia đình có sử dụng được cái điều gì đó thì sử dụng thôi. Còn nếu mà bình thường mà đi làm ở đâu đó ở khu vực gần hoặc như thế nào đó thì chắc chắn sẽ mang xe đi rồi, hoặc là mang đồng hồ, mang điện thoại đi. Nhưng lần này thì con trai đi người không thì có thể là để những cái tài sản đó lại cho gia đình đấy. Biết là cha mẹ khổ. Tới giờ phút này là gần 1 năm trời rồi, đến tháng 10. Vậy là được 6, 7, 8 tháng. 7 tháng mấy rồi?
Rồi chị cũng có trình báo công an sau đó 2 tuần chị cũng có làm đơn. Vậy là em hỏi chị này, tại sao mà từ tháng 10 mà đến nay chị đi về đây? Tại vì chị đi làm rồi chị ít có lên mạng. Chị là, không có biết ở đây ha? Không, không biết. Chị làm về rồi có khi có bữa tăng ca tối với bệnh đau đó mệt mỏi về làm tâm ngựa nghỉ ngủ cho nó khỏe sang làm thôi. Vậy là mình không có nhận được cái tin tức thông tin gì? Không, chị ít có lên mạng lắm. Không, ý em nói là con trai mình từ không, cái ngày đi cho tới bây giờ. Đúng rồi, không biết. Không có một cuộc gọi tin không nhắn gì hết. Không có cuộc gọi luôn. Nhiều khi số lạ gọi cái là chị nghe mà giống như cái gì đâu không à. Chứ không phải mình cũng trong thấy số lạ. Mình hỏi lạ tất cả nghe. Các bạn bè của con chưa? Hỏi rồi, không có ai biết, không nó không liên lạc với ai chứ. Khổ, thật sự khổ. Vậy là hơn 7 tháng trời gia đình nhà mình đi tìm kiếm con ở những nơi nào rồi chị? Cũng không có đi tìm em. Biết chị, đường nào tìm? Đâu có biết đường tìm. Mình có đi xem bói xem toán không? Nói chung là cũng có ông anh. Ông anh ở Long An đó, cũng như là bà con kêu cô ông cậu chị, giống như ông làm thầy tụng như thầy này kia vậy. Mình nói chung chung đại khái vậy. Cái đợt đó anh điện về cái mới nói, mới hỏi cái ông nói nè, tao thấy nó đi lên hướng trên mà đi với 2 người bạn của nó. Xem chị, bói hả? Chị nói vậy đó chứ người không có nói gì nữa chứ. Chị biết vì sao mà em hỏi chị như vậy không? Sợ. Tại vì em thấy là đa số những cô chú anh chị, những bậc làm cha làm mẹ về đây tìm con là khi mà chưa về đây á, là toàn đi xem thầy xem bói nhiều á. Nên mà em đoán thử xem chị có xem không? Vậy là hầu hết là các gia đình mà cứ con bỏ đi thì hay xem bói ha. Nhưng mà em mong rằng cái video này em cũng chia sẻ thật tình luôn là các cô, các chú, các bậc làm cha làm mẹ mà có con em mình bỏ đi thì mình đừng có đi xem bói xem toán gì hết. Thứ nhất là mất tiền, thứ hai là có thể là suy nghĩ mất tốn thời gian, bởi vì đó là những cái điều không có thật. Mình đừng có mê tín quá. Dạ. Tới giờ phút này là chị đang sợ nhất con nhà mình có thể là đi làm việc nhẹ lương cao đúng không? Đúng rồi. Sợ rằng bị người ta lừa gạt bán qua Campuchia. Rất sợ điều đúng, đó. Đúng. Còn rồi. Nếu mà ở Việt Nam thì chắc chắn con nhà mình không có lý do gì mà lại không liên hệ về nhà hết. Không có lý do gì mà lại không về nhà. Trong khi đó thì gia đình không có chuyện gì xảy ra. Không có la dày gì con đúng không ạ? Không. Đặc biệt rằng con nhà mình thì cũng ăn học đại học năm thứ tư rồi. Rất có hiếu với cha mẹ, biết suy nghĩ. Thì chẳng có một cái lý do gì mà lại không về nhà với một cái thời gian dài như vậy cả. Đúng không ạ? Sợ rằng giờ này con nhà mình ở nơi đất khách quê người này. Sợ có người khống chế không cho về. Điều đó thật sự là rất là buồn. Chị là làm tổ trưởng được lâu chưa? Cũng như là chị nghỉ, chị làm công ty, rồi xong chị nghỉ một thời gian, rồi chị xin làm lại, chị làm năm mấy à. Tại vì giống như mình có tay nghề vậy à. Chứ thường thường lớn tuổi là người ta không có nhận. Không, nếu mà so độ tuổi của chị nói 51 hả? Ừ. 51, nhưng mà không riêng em đâu mà tất cả cô chú anh chị đang xem video này cũng nói chị rất là trẻ. Bởi vì nếu mà nhìn mặt chị mà nói 51 là họ chỉ đoán khoảng tầm cao nhất là 41, 42 thôi. Hoặc là 39, 38, 39 thôi. Cái chị 51 là chị thật sự rất trẻ ha. Thôi chị cố gắng nha. Chuyện gì tới thì nó không tới rồi. Bây giờ thứ nhất là chị là đang mang trong mình một cái căn bệnh, thật sự là căn bệnh rất khổ ha. Mà lại mới mổ xong mà mình xúc động, rồi là mình lo lắng quá thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái bệnh của chị. Nên mà chị bình tĩnh đi. Dù gì thì chuyện đâu còn có đó chị ạ. Chị hãy nói một cái điều tình cảm nhất với con trai của chị. Hy vọng con trai của chị xem được video này sớm quay trở về. Chị nói đi, nói với con, tâm sự với con đi. Thì nói chung con đi thì mẹ bệnh đau, mẹ không có tìm được con. Nhưng mà cũng như nhờ mấy cô với mấy chị của con, cũng như cô trên cái mạng của Hiệp sĩ Thanh Hải đó, là cứ nói với mẹ thôi giờ phải tìm con. Bây giờ dù cái gì với con xong đâu mẹ không biết. Dù con bình an, con điện về cho mẹ hay mẹ biết. Ừ mẹ ơi, con làm đâu, còn không sao hết, cho mẹ biết là mẹ yên tâm rồi. Chứ nói chung chưa biết con còn sống hay là con bình an là mẹ mừng rồi chứ gì. Mẹ con không biết nói sao hết. Rồi thì cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí chị nhá. Dạ cảm ơn. Hy vọng rằng là con trai của chị nghe được những cái lời này và biết được rằng ba mẹ và em gái, đặc biệt những người thân trong gia đình, đang từng ngày chờ mong cái tin
của con trai chị sớm quay trở về. Thì hy vọng con trai của chị đang ở phương trời nào đó sớm xem được video này, hoặc cô chú anh chị xem được, biết được con trai của chị ở đâu để báo cho con trai của chị sớm quay trở về. Bởi vì tới giờ phút này từ ngày đi chưa biết con trai ra bên ngoài ở đâu làm gì như thế nào, có được khỏe không hoặc làm công việc gì, sợ rằng là lại xa ngã. Chính vì cái điều tâm lý cái ngày đi của con trai mình là mong muốn là kiếm được tiền về để thứ nhất là phụ giúp gia đình và trả những cái khoản nợ mà ba mẹ đã mượn. Rất thương gia đình nên sợ rằng con trai sẽ nghe những cái lời ngon tiếng ngọt cám dỗ công việc thế này thế kia, nhiều tiền rồi xa ngã đi theo. Thật sự rất là buồn. Nhưng mà hy vọng rằng em trai đang ở đâu đó xem được video này, thấy mẹ của em tới giờ phút này mới mổ xong, phải lặn lội đường xá rất là xa xôi từ một tỉnh miền Tây sông nước Hậu Giang để lên Bình Dương nhờ các chú các anh đội hiệp sĩ đi tìm em. Thì hy vọng rằng em ở đâu đó sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Mà tới giờ phút này mà em chưa thể về được thì em phải gọi điện em báo tin về cho mẹ, về cho gia đình để gia đình bớt phần nào lo lắng, yên tâm hơn. Chị có thể đọc lại cái số điện thoại của chị đi. Số chị là 0937 0937 600 600 510 510. Đó là số điện thoại của mẹ em. Nếu mà em trong cái thời gian vừa rồi em mà bị quên số điện thoại của mẹ thì hy vọng đây là cái số điện thoại của mẹ, thì em phải tìm đủ mọi cách để em liên hệ về với mẹ để cho mẹ bớt phần nào lo lắng. Mẹ hiện tại bây giờ sức khỏe cũng như tất cả mọi thứ là đều bất ổn hết. Mẹ mới mổ xong nên mà thương mẹ, thương ba, thương em gái, thương những người thân trong gia đình thì hãy sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như đi em trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thật sự những cái câu chuyện mà bậc làm cha mẹ về đây tìm kiếm người thân, đặc biệt là tìm kiếm con, thì mỗi câu chuyện là mỗi nỗi niềm, mỗi nỗi buồn, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thật sự rất là buồn nên rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem và chung tay góp sức, chia sẻ, lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm kiếm được cái tin tức, thông tin của em trai này đang ở đâu đó để đưa em trai này sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Em không biết nói gì hơn thì cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã luôn quan tâm cũng như là chung tay góp sức với anh em để giúp đời, giúp người, đặc biệt là giúp những cái chương trình tìm kiếm người thân ngày một càng thành công và tốt đẹp hơn. Thì hôm nay là chị về đây, chị tin tưởng anh em đội hiệp sĩ. Chị lặn lội một quãng đường rất xa để chị nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Thì chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Dạ tôi đồng ý. Chị đồng ý ha. Em chúc cho chị là thật nhiều sức khỏe và sớm khỏi cái căn bệnh nhá. Và cái điều đặc biệt là con trai chị sớm quay trở về một ngày gần nhất chị nhá. Dạ. Mong chị là giữ gìn sức khỏe, cũng đừng quá lo lắng quá. Em tin rằng là một ngày nào đó con trai sớm quay trở về và gia đình sẽ có một cái tin tức gì về con chị nhá. Dạ, cũng dạ. Cảm ơn cái chương trình, cảm ơn bên đội hình, đội ghi hình của anh Thanh Hải. Dạ. Gắng cố gắng giúp bà con cô bác trong lúc mà khó khăn, khi không còn đường nào mà để xây sở để tìm người thân được. Dạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ rồi, em xin phép chào chị. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.